Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn mẫu dò gió ông già Sin Agua. Thì hàng này là hàng của Thái Lan, nội địa Thái Lan, chữ vàng nha các bạn. Hàng nhập khẩu và phân phối chính thức tại Việt Nam, được Bộ Y tế kiểm duyệt. Hàng Việt Nam thì nó sẽ có yêu cầu là phải viết chữ tiếng Việt cho người Việt Nam hiểu được nhé. Thì mẫu này là 25ml nha các bạn, 25ml, 25cc là 25ml này. Hàng sử dụng của nó thì ngày sản xuất là ngày 10 tháng 9 2020 và ngày hàng sử dụng là ngày 10 tháng 9 2025. Thì hàng sử dụng, hàng mới về mình sẽ update liên tục nhé.